Rồi, xin mời quý vị. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng chánh biên chi do Ngài từng ngộ không thể chỉ dạy. Bồ Tát Sa Ga Na Ga Cha Mi, Nam Mô Sa Ga Na Ga Cha Mi, Cha Ga An Sa Ga Na Ga Cha Mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão. Chúng con cùng nhau sinh hoạt tu tập Phật pháp, kinh doanh chư thiên, xin cõi trời thế nhiên thiện tận chư pháp gia hộ, chúng con tập tu người lại làm pháp. Nam mô sa bà na ca lo yam ban đần ta, nam mô sa bà na ca lo yam ban đần ta, nam mô sa bà na ca lo yam ban đần ta. Nhà mô Phật xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi bắt đầu vào cái phẩm số 4, sanh pháp. Thì đây là gồm có hình như 10 bài. Thì 10 bài thì cùng chung một đề tài. Như tôi trình bày quý vị hiểu được cái bài số 33 về sanh đó, thì quý vị hiểu toàn bộ những cái phần còn lại. Thì hôm nay rất tiếc là những vị tôi biết á, quý vị chưa có nắm vững á, cái việc chạy theo ở bên ngoài nhiều, quý vị nghĩ rằng nghe nhiều đủ thứ hết, ở gần chư tôn đức cúng dường này kia bố thí làm chuyện rất là vĩ đại, nhưng sự thật ra những cái điều này là nằm ngay trong cái căn bản tu tập. Đối với bậc mà thánh đệ tử, quý vị nhìn nghe chỗ đồ số 9 đó, thánh đệ tử là thì đối với mình cũng như tôi trình bày quý vị đó, thì cái sự hiểu biết của mình đó, nó rất là cạn cợt, bởi vì không phải mình là phàm phu. Những cái điều này đó là mình đang sống với nó hàng ngày mà mình bị dẫn dắt hàng ngày, hàng sát na một mà mình không có biết, mà mình nghĩ là mình chánh niệm tỉnh giác chính ngay bản thân tôi. Quý vị, tôi sẽ trình bày rồi tôi hỏi quý vị cái chánh niệm mức độ nào, hãy thấy cái nghe cái biết mức độ nào. Thì mời như ngũ ứng tình nguyện đọc á, thì đọc hết bài số 33 rồi sau đó mình sẽ cùng nhau thảo luận. Dạ. Ngô muốn xin đánh lễ ba ngôi tam bảo, xin chào các anh chị trong nhóm tu tập. Ngô muốn xin đọc tương ưng giáo xứ phẩm tất cả phẩm sanh pháp. Tại đấy, này các tỳ kheo, tất cả phải bị sanh, và này các tỳ kheo, thế nào tất cả phải bị sanh? Mắt này các tỳ kheo phải bị sanh, các sắc phải bị sanh, nhãn thức phải bị sanh, nhãn xúc phải bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy phải bị sanh. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải bị sanh, các pháp phải bị sanh, ý xúc phải bị sanh, ý thức phải bị sanh, ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy phải bị sanh. Thế vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tất cả, này các tỳ kheo,
phải bị già. Không không, đừng được tới đó được rồi, số 33 ngừng rồi. Dạ dạ. Rồi tới bài bị già. Quý vị nhớ khi quý vị đọc bài nhớ đọc con số để những vị khác họ theo dõi không kịp đó, họ theo con số thì dễ đối với những cái bài dài đó. Rồi thì cảm ơn người đọc với bài 33 xanh. Thì đây quý vị thấy tôi gợi ý trước chỉ tất cả đó. Đây là nói toàn bộ về 6 căn, 6 tầng, 6 thức. Rồi mới nói 6 xúc. Xúc này là xúc sở sanh thọ. À, rồi 6 cái sự cảm thọ từ trong cái 6 căn á, sanh khổ lạc, bất khổ. Rồi tới cái chữ tham ái. Quý vị nên biết rằng nó là 66, 6 căn, 6 tầng, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Nó nằm trong bài kinh Trung Bộ, số mấy tôi cũng quên rồi, nhưng là bài kinh tên là kinh 66. 66 này đó là nguồn gốc tất cả, có nghĩa là tất cả là tất cả đó. Đó. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra trong sau khi mình đọc cái bài này, quý vị đọc thì quý vị hiểu, nhưng mà chưa chắc quý vị hiểu tới mức độ nào, thì thế nào là mắt bị sanh. Mà quý vị trình bày mắt bị sanh là sao đâu? Quý vị mạnh dạn nói đây, quý vị hiểu và quý vị trình tại sao mắt bị sanh, và tại sao tai bị sanh, tại sao lưỡi bị sanh, tại sao sắc ở ngoài bị sanh, thanh hương vị xúc bị sanh. Hôm rồi tôi có trình bày quý vị cái mình sống trong cõi dục á, sắc thanh hương vị xúc pháp. Quý vị nghĩ rằng quý vị biết rõ lắm, không có để cho nó chạy theo. Nhưng mà tôi chỉ phân tích nó sơ thôi, thì quý vị nói về cái trái me mà quý vị thích ăn trái me, nhắc tới là quý vị chảy nước miếng. Mà tại sao quý vị nghe cái tên thôi, cái tên là cái âm thanh, lỗ tai với âm thanh mà quý vị hình dung được có cái trái me, rồi quý vị chảy nước miếng. Thì cái sắc thanh hương quý vị thấy nó ghê gớm như thế nào. Thì trong khi mình chánh niệm, mình thấy là thấy, nghe là nghe, biết là biết, là biết làm sao. Cho nên ở đây mình trình bày cho rõ con mắt làm sao bị sanh. Quý vị trình bày, cái gì mình dạng, nói lên. Đây là những cái điều mà rất tiếc là những người chưa có căn bản học về tu tâm á, quý vị biết được cái điều này là quý vị ngồi chỗ nào quý vị tu cũng được hết. Rồi quý vị mới hiểu rằng tại sao tôi nhàm chán mất. Ở đây là nhàm chán, nhàm chán tất cả. Thì mình nói mình cũng nhàm chán, mình không có này kia. Thì cái nhàm chán này là nhàm chán sao? Quý vị giải thích. Bây giờ tôi hỏi trước là mắt bị xanh, quý vị trên bay. Nghe là mạnh dạng trình bày mắt. Đó, quý vị thấy con mắt mình đó. Thì trong bài kinh đó, có nói là tất cả, thì nói chung bây giờ 6 căn trước, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, bị sanh. Tự con mắt, tự cái tai, lưỡi, miệng không có bị sanh, mà sắc thanh hương xúc pháp ở ngoài cũng không có bị sanh, nó không có bị sanh. Nhưng mà khi nó có xúc sở sanh thọ thì nó có cảm thọ lạc khổ thì nó mới có bị sanh, phải không quý vị? Mà mít lên, cho nên mình hiểu cho nên mình hiểu mắt xanh á, cái mắt á là nó con mắt của một người, cái thây ma cũng đâu có xanh được. Nó phải nói đây là con mắt,
của một chúng sanh hữu tình như mình. Thì tôi trình bày với vị nhiều trong thân có thức này, đối với hình ảnh bên ngoài thì toàn bộ là con người sống mình là có cái thức. Cái thức này đó, đối với năm căn nó nhận hình ảnh hết, nó có cái biết của nó hết. Cho nên mắt ha, rồi cảnh, rồi nhãn thức luôn luôn nói trước, nhưng mà nó chưa có tạo tác gì hết, tại vì ý chưa xúc vào cảnh của con mắt. Đó là ý thức. Thì cái ý thức này nhìn lại cái cảnh của con mắt, cái tiến trình đó của một chúng sanh hữu tình mình là như vậy. Chứ con mắt đó, mình nhìn gì mình cũng nhìn như trong mình không để ý, nhưng mình nhìn để ý rõ thì biết cái này, cái bàn, cái ghế này kia. Thì trong khi lỗ tai mình cũng vẫn nghe âm thanh, nghe chó sủa, nghe tiếng động, hay là nghe không có âm thanh thì mình vẫn nghe. Quần áo mình bận này, nó cứng mềm, nó ngứa, mình cũng biết nhưng mà mình không có để ý. Cái thức đó vẫn rõ ràng, phải không quý vị, đồng ý không? Nhưng mà mình chưa tác ý thì mình không biết. Giờ cái tai quý vị để, quý vị chưa tác ý không biết, nhưng mà quý vị để ý ngay chỗ đó thì biết cái giải quần áo nó đụng chỗ đó. Thì cái nghe, cái thấy, cái biết của mình nó không phải là con mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, không phải là cái thấy, thấy, biết vậy. Nhưng mà cái ý này nó là cái ý tiếp xúc lại cái cảnh đó. Thì con mắt á, chỉ nhận hình ảnh như tôi trình bày á, là cái máy chụp hình, chụp cái hình ảnh đó thì thấy nó như vậy. Thì cái hình ảnh mình sao bây giờ, cái sắc pháp nó nhìn thấy, nhưng mà cái ý mình nhìn lại đó thì ăn thua cái ý mình phán đoán. Thì cái ý này đó, thì nói chung á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, khi nó nhận hình ảnh nó bên ngoài, cái thức đó là do cái nghiệp cũ mình biết, cái này ông A ông B, cái mùi này cà ri, mùi canh chua hay gì đó mình biết hết, là do cái nghiệp thức cũ nó nhận biết. Cái thích, cái thương, cái ghét, cái thân người này, cái không thích người này, không thích người kia, cái mình chấp thủ, thì những hình ảnh do năm căn đó nhận, nó chỉ nhận thức vậy thôi. Nhưng mà cái ý khi tiếp xúc lại thì cái ý này đó nó thừa nhận những cái nghiệp cũ, những cái năm căn đó, thì ý mới cái tưởng này phán đoán. Thì do cái người tu tập cái tâm quan sát này nó đưa vào cái kháng môn là cái người không tu đó, là cái tưởng tri nó rất là mạnh, do cái sự chấp thủ, không thích người nào, thấy hình ảnh không thích, không hài lòng, thì bắt đầu tưởng tri đã phá, dẹp bỏ, rồi sanh ra tâm sân hận, và muốn đập vỡ cái đó. Còn cái thích thì ôm ấp giữ, nhưng tất cả điều đó là diễn tả một cái cảm thọ, thì hoàn toàn nó vào trong cái lỗ ý thức, tức là động tốc tâm. Động tốc tâm này đó, nó đang phát huy cái thiện và bất thiện. Cái người tu tập thì khi thấy cái cảnh thiện thì cái tâm hoan hỷ, người này á thắng tri liễu tri, thấy cảm thọ lạc như vậy, thắng tri liễu tri. Nhưng người này á không có tham, phát triển cái thiện pháp mà không có tham đắm. Nhưng mà cái người không có tu á thì họ sống bằng tưởng tri. Tưởng tri thì thấy cái điều này tưởng là thật, mình cần phải giữ, cái này là ta, nó là ta, ta là nó trong ta. Thì cái tưởng tri của một người phàm phu thấy điều này đó là nắm bắt, cho nên bị sanh. Thì tại vì khi nắm bắt cái cảnh đó, gia đình, thân thích, chồng, vợ, tài sản, thì chính nắm bắt cái cảnh này, thì cái thức an trú vào cái sắc, cho nên bị sanh. Cái việc nắm giữ đó, hết cái này tới cái kia, tới cái giai đoạn mà mình bỏ sắc thân á, thì bỏ xác thân, tôi cũng nói trình bày quý vị trước đó, khi mình nằm trên một người, mình nằm trên trong cái cảnh lâm chung á, sắp sửa chết đó, lâm bồn á, thì mình còn sống hàng ngày nè, năm cái căn nhận được hình ảnh bên ngoài hết, là có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân,
và sau đó là ý. Mình phát ý chỗ nào thì mình nhìn. Còn đối một cái người mà sắp chữa chết á, thì họ nằm á, nằm cái căn kia không có hoạt động, không thấy gì hết, dầu đưa hình tượng Phật ở trước mặt hay nghe âm thanh gì đó cũng không có biết, đó chưa chắc là biết, là tại vì tới giây phút chót rồi năm căn nó không có nhận hình ảnh gì hết. Còn mình đây nhận hình ảnh, mình tác ý mình biết. Mà những người khi mà lúc lâm chung còn tỉnh táo, nhìn được hình tượng Phật, được nghe được cái tiếng niệm Phật, thì người đó còn may mắn nương theo cái cảnh bên ngoài mà để đi có một cái cảnh tái sanh khác. Còn cái người trong trạng thái cái phút chót á, không có nghe biết cái gì hết, thì không có cái thức gì hết, chỉ còn cái nghiệp thức là cái tâm hữu phần nó trôi chảy. Tức là những cái dòng nghiệp đó nó đưa sẽ cuối cùng, thì những cái gì mình đang chấp thủ ngày hôm nay, từ cái hình ảnh bà con thân thuộc tài sản, từ cái bị ăn, từ cái âm thanh, từ cái xúc chạm, thì cái nghiệp đó như như một cái chuồng bò. Con bò đi vòng vòng, thì con bò nào mạnh cái nghiệp nào đó, nó đẩy cái cửa vô, tức là người đó đái tái sanh theo cái nghiệp đó. Nghiệp thiện thì theo nghiệp thiện, người bất thiện thì theo bất thiện. Nghĩ tới hình con chó à, có một vị nghi sư nói có nhiều cái mình lầm lẫn lắm, khi mình cha mẹ mình không có nuôi, không có chăm sóc người kia đó, người có người lại chăm sóc thú vật nhiều, cho nên thương thích. Tới khi giây phút cuối cùng chỉ nghĩ thấy nhớ con chó không, rồi đầu thai trở thành trong cái kiếp của một chúng sinh đó. Là tại vì do cái nghiệp hàng ngày đó, nó trôi chảy. Thì chính vì mắt bị sanh, sắc bị sanh, là ngay chỗ đó, là tại vì ngay chỗ đó đó nó có duyên bởi xúc phát sanh ra cảm thọ mà mình lại nắm giữ, mình không biết. Cho nên mắt bị sanh là ngay chỗ đó. Bây giờ quý vị nói con mắt, nhưng mà không phải con mắt không, mà nó có cái khác nữa. Chẳng hạn như nghe âm thanh, thì cái nghe âm thanh này đó, nó cũng liên hệ tới con mắt. Quý vị có thấy điều đó gì phải không? Quý vị nghe tên, nghe âm thanh là quý vị biết hình ảnh người thân đó, cái người đó quý vị thích, hay quý vị thấy người đó quý vị không thích, hay quý vị ngửi một cái mùi thì quý vị biết được cái món gì quý vị thích hàng ngày. Thì tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp này á, nó rất là ghê sợ mà mình bị nó dẫn dắt mà mình không biết. Có một vị tục túc dạy á, đối với mình á, cái sắc á, sanh hương vị xúc pháp á, mình tầm thường lắm, nhưng mà nó ghê gớm, mình không có nhìn thấy kỹ đâu. Mình chỉ nghe nó cái tên thôi là mình đã bị thấm vào con mắt đó, mình nhận thức nó, thấy là nhớ lại đó. Mà cái mùi vị hương á, mình cũng nhớ lại. Rồi những cái cảm tình, những cảm xúc mình với người đó hay là một vật gì đó, nó cũng gợi lên, nó đầy đủ ghê gớm như vậy. Cho nên đó, Thế Tôn dạy nhàm chán, nhàm chán với mắt, nhàm chán với mắt á, giờ nhàm chán mắt là như thế nào, thì tôi chỉ trình bày tại sao con mắt bị sanh. Thì nói chung á, sắc thanh hương vị xúc nó là cái nghiệp tâm hữu phần nó dẫn dắt hàng ngày, nó buông tập, nó tạo thành cái nghiệp. Cái gì mà mình bị nó xúc tác bởi cái xúc á, và cảm bên ngoài nó làm cho mình cái cảm thọ mà mình có cái ấn tượng, có gìn giữ, thì ngay chỗ đó đó là cái đó là bị sanh. Kể cả thiện pháp mình tu cũng bị sanh vào cái cảnh thiện pháp đó, thì nói chung là nói rốt ráo, huống chi là những cái cảnh không phải là tốt với mình. Thì mình nhàm chán, làm nhàm chán thế nào, thì bây giờ sau khi tôi trình bày con mắt nhãn vị thị thiệt như vậy,
quý vị thấy nó có phải như vậy hay không? Mình cái mức độ mà mình nói mình buông bỏ nó như thế nào, và cái chánh niệm tỉnh giác của mình đối với những cái mình nghe thấy biết với cái mức độ nào, mình trình bày thì quý vị lên tiếng, quý vị nào nói ra, nói lên nha. Nếu quý vị thấy cái điều này, quý vị thấy rõ, quý vị tư duy thấy rõ rồi, thì tôi bảo đảm quý vị, con mắt quý vị đó không muốn có tìm cái gì để muốn thấy nữa, chỉ trừ thấy những cái gì cần thiết ngay trong cái đời sống của mình. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có thấy tới mức độ đó không? Thấy mà tôi thấy nhưng mà tôi làm không được. Không biết quý vị, sau khi tôi trình bày như vậy, khi con mắt quý vị thấy, hoặc là không phải là do con mắt mà những cái khác liên hệ đến con mắt quý vị gợi lại cái hình ảnh đó, quý vị thấy. Thì sau khi quý vị thấy có cái gì lưu luyến gì không, hay là mức độ quý vị nhìn thấy một cách là tự tại, không có cái gì để mà nắm giữ hết, quý vị trình bày thử coi. Mời quý vị lên tiếng, quý vị làm trình bày. Mấy cái này là rất là căn bản hàng ngày. Sau khi quý vị hiểu được, quý vị sẽ sợ là quý vị không có muốn tìm kiếm cái gì do con mắt nữa, để mình nhìn thấy nữa. Mời quý vị lên tiếng coi. Mà có phải như vậy hay không? Hay là quý vị nghĩ như thế nào? Kim Phượng. Dạ. Dạ thưa chú, sau khi mà mắt mình tiếp xúc với cái cảnh ở bên ngoài á, thì do tiếp xúc trên với nhau cho nên mắt mình nó bị sưng lên, thì thấy như chưa trước mắt hiện tại như xung quanh con là như con thấy những người thân của mình á rất là dễ thương hiền lành, mà tự nhiên cái đọc cái bệnh rồi cái rồi cái từ từ rồi cái cảm giác cái bệnh, một người đang vui vẻ và cái bắt đầu nghe được cái bệnh của mình, cái cảm thấy con người đó bắt đầu nó buồn, nó thay đổi hoàn toàn luôn. Rồi tự nhiên mình nhìn mình thấy như vậy, cái cảm giác mình giống như mình cái cảm thọ mình giống như mình bị khổ lai vậy, khổ lai người đó cũng giống như cũng thấy chán chán thấy những người thân cũng dạ. Nhưng mình thấy trước mắt những người thân của mình, mà đôi lúc mình ngồi mình tưởng lại, mình tưởng là những cái cảnh những cái người đó, cảm thấy cũng người mình cũng chán chán. Thì vậy là cái cảnh đó là cái cảnh của cái vô thường, giúp cho mình dạ. buông bỏ cái gì mình nắm bắt, nhưng mà đối với cái trường hợp mà cái gì vui, cái gì thích, đang quan nghĩ nhiều người mình cũng giữ phần trong đó, thì đó làm sao? Kim Phượng. Dạ. Nếu mà đối với một cái cảnh gì mình thích, mình quan hỷ, mình nằm trong đó thì mình thấy sao? Mình có thấy buồn chán không? Nếu mà cái cảnh quan hỷ hả chú? Ha. Mình đang vui vẻ, mình phấn khởi trong khi mình có một cuộc sống rất là an vui, hạnh phúc. Có nhiều người đang sống cảnh đó. Chính vì cái cảnh đó đang hiện diện hàng ngày do cái phước báo nó đưa đấy. Mình không có thấy cái cảnh những cái người như Kim Phượng nói. Thì cái người đó luôn luôn sống trong một cái phúc báo. Tôi cũng có trình bày với những người đang sống ăn vui cái sự phúc báo tốt á, sống an vui á, mà quên những cái cảnh đó. Thì chính những cái thời gian đó đó, nó làm cho cái người đang hưởng thụ đó, mà bỏ rơi cái sự nhàm chán, đang nắm bắt cái an vui hạnh phúc, thì đang sự thật là người đó đang hưởng cái, đang thụ hưởng cái lạc, cái hỷ. Mà vị đó quên rằng vị đó đang bị vị ngọt, đang sống trong cái sự nguy hiểm. Chính vì đó, vì đó không có thấy sự thật. Sự thật ai rồi cũng phải già bệnh chết. Thì chính vì mình đang thừa hưởng cái sự an vui hạnh phúc đó, mình cái thức mình an trú chính giờ đó.
Cho nên mình không có thấy những cái gì khổ. Tới khi mình thấy cái khổ thì đôi khi á, mình có tu tập á, thì mình nhìn lại mình thấy như Kim Phượng nói, thấy chán này kia, thì đôi khi nó cũng buồn. Mà có người không có tu tập á, thì thấy cái sân hận, chỉ có cái an vui hạnh phúc là mới có thể mình sống thấy ăn lạc. Còn ngoài ra không có sự hỷ lạc thì không được. Đó, mình thử cái tham tỳ miên nó nằm ở chỗ đó. Thì chính những cái điều mà con mắt nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà mình đang sống với nó hàng ngày, liên hệ với cảm thọ, mà mình, cái thức mình còn giữ, dầu thiện hay bất thiện mình còn giữ, thì nó cũng còn sanh. Cái sanh đây có nghĩa là những bậc tu chứng thiền, nhưng bậc thanh tịnh, chưa phải là bậc thánh A-la-hán, thì nói chung đây là sanh, là sanh tới mức độ đó. Còn mình thì là những người phàm phu, mình đâu có nói tới mức độ đó. Thì bây giờ mình đang làm phước, mình tu tập, nhưng mình luôn luôn cầu, cái người mà cầu phước không á, sống để này kia, đỡ nọ này kia, thì cái thức mình an trú ngay chỗ, được tái sanh ngay chỗ đó, thì cũng còn bị sanh. Đó, thì ý của Đức Phật dạy đó, từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và tới ý, những cái cảm xúc nào đó, nó phát sanh lên, mình phải thắng tri, mình phải hiểu từng phần một. Cái vị ngọt, cái vị ngọt này đó, nó là cái nguy hiểm, là tại vì tất cả đều là vô thường khổ. Thì người này phải tìm cách ly tham đoạn diệt. Thì người đó đoạn diệt lần lượt nhờ có cái sự thắng tri. Thì thắng tri á, rồi tới liễu tri. Thì cái sự thắng tri liễu tri đó, nói chung là cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ này cũng do cái sự tư lường. Tư lường là cái tâm hành động của mình thấy được, mà hành động hàng ngày để thay đổi, tư lường thiện pháp để mình thấy được những cái điều đó mà buông bỏ từ từ, thì đến một cái giai đoạn đó mình thắng tri và liễu tri. Nhưng mà khi mà cái vị này thành tựu tới những cái pháp cao thượng rồi, nhưng vị này cũng còn tư lường, tức là nắm giữ cái phước này là sự an lạc, như tất cả những vị trong tiểu giảng giải đó, 16 vị đó chứng được cái vô sở hữu xứ, nghĩa rằng giải thoát. Thì cái sự tư lường là cái tâm hành động mình gìn giữ cái đó, sự chấp thủ, sự thiên chấp. Thì vị này sau khi bỏ thân mạng sẽ tái sanh về những cõi trời vô sắc giới. Thì nói chung là sanh toàn bộ. Còn mình bây giờ chỉ nói cái bậc phàm phu đối với cái cõi dục. Cõi dục là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì bây giờ mình đối với đời sống hàng ngày sắc thanh hương vị xúc pháp, thì mình không có thể làm được cái điều đó, mà mình chỉ hướng tâm làm sao những cái gì đối với con mắt nó không quan trọng trong cái đời sống mình nữa, mình không muốn liên hệ tới con mắt, cũng như lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, là mình làm sao giữ gìn được điều đó. Còn nếu mà không khéo á, thì bị nó dẫn mà mình không có hay. Sự thật là như vậy. Bây giờ con mắt mình giữ, nhưng mà cái lỗ tai mình nghe, thì nó kéo cả con mắt. Quý vị suy nghĩ có phải không? Cho nên là đối với cái cách căn, cái tâm này đó, quý vị phải hiểu một cách rõ ràng như vậy. Thì đối với tất cả những cái gì cảm thọ ngày sống hàng ngày, mình phân tích cho kỹ, nó rất là vi tế khó, nhãn nhĩ tỷ thiệt. Mà bây giờ nếu mình chánh niệm tỉnh giác, mình để cho nó đừng có chạy theo, thì cái chánh niệm tỉnh giác là mình cũng phải phân tách cho nó kỹ. Tôi biết rằng quý vị nói chánh niệm tỉnh giác, quý vị chưa có phải là chánh niệm tỉnh giác đâu, quý vị chỉ để ý thôi, mà quý vị không hiểu nghĩa chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác á, khi quý vị thực hành thiền tứ niệm xứ á, thì quý vị nhìn thấy nó rõ ràng. Quý vị quán hơi thở, hay là quý vị quán đề mục nào, thì quý vị nhìn một cách rõ ràng. Nhưng mà quý vị đang sống đời sống hàng ngày, quý vị giao tế, sống trong gia đình,
hành xử trong gia đình đó, chánh niệm tỉnh giác đó. Cái mức độ thứ hai đó là đi đứng nằm ngồi, thì quý vị mới hiểu cái chánh niệm tỉnh giác. Khi quý vị hành động, quý vị bước bước chân, là cái tâm quý vị chỉ bước cái bước chân, sự cảm thọ bước chân nào, dứt khoát là chỉ có đó thôi. Mà quý vị nhớ tới chìa khóa, nhớ tới điện thoại, nhớ tên người này, nhớ tên mua cái này kia là không phải chánh niệm. Đó, thì quý vị thấy mức độ chánh niệm tỉnh giác. Thì khi quý vị con mắt, quý vị nhìn thấy một cái cảnh gì, quý vị luôn luôn có cái sự tác ý. Tác ý khi nhìn, khi mình nhìn cái cảnh này và cái hình ảnh cái cảnh này nó đưa đến vào cái ý thức giới, thì mình nhận biết cái cảm thọ đó là khổ, bất lạc, bất khổ. Thì cái tâm hành động của mình là mình muốn làm, thì mình nhìn cái chỗ cái tâm hành, cái cảm thọ tâm hành mình muốn làm cái gì, thì mình cố gắng làm sao dừng lại, đừng để cho nó chạy theo dính mắc cái cảnh đó, kể cả âm thanh nó cũng vậy. Đó là cái mức độ chánh niệm tỉnh giác, sự tu tập hàng ngày của mình. Đó. Thì thí dụ như một người nói chuyện với mình, mà thường thường người đó làm phiền mình nhiều lắm. Tôi biết, để tôi diễn tả cho nó rõ hơn, là nói với con cháu, cháu ở trong nhà, cháu dâu á, con dâu á, nó nói nhiều cái gì đó. Đúng ra thì sự thật mình sống đời nào giờ con cháu nó nói lễ phép thì kêu rồi con nít đây nó nói không có lễ phép, thì ban đầu mình cũng chấp. Khi mình nghe tiếng như vậy lúc đầu á, thì mình nghe mình thấy rất là bực, thì mình nhìn tiếng như sao, mình chánh niệm tỉnh giác nghe nó nói và mình biết được cái ý của nó. Thì trong khi mình biết được như vậy, mình cảm thọ, mình thấy không hài lòng, phải không? Không hài lòng thì cái tâm của vị, cái ý của vị muốn dùng một lời nói nào nói, thì quý vị chánh niệm tỉnh giác thì quý vị thấy mức độ đó, chỉ thấy mức độ đó thôi. Nhiều khi lúc đầu mình không được, mình cũng nói qua nói lại đó, mày tại sao mày nói gì như vậy. Nhưng sau khi mình thực tập nhiều lần, mình mới thấy ngày nào hồi đó giờ nó cái tánh nó như vậy, nó nói nó không cần biết, nó nói nó chỉ nói, rồi nó không cần nghe mình giải thích gì hết, nó gạt ngang như vậy thì mình nói làm chi. Thì đương nhiên mình không có sanh cái tâm gì hết, tại vì mình biết nó được như vậy. Thì cái mức độ chánh niệm tỉnh giác là để mình nhìn thấy cái sự việc xảy ra và cái cảm xúc của mình và cái sự hành động này là cái ý thức, cái tâm, cái ý thức đó, nó đang hành động do cái tâm hành mình muốn làm, thì mình ráng gìn giữ, đừng tạo ra những cái gì bất thiện. Thì mức độ mình đó, thì ngày qua ngày thì nó nói rồi nói kệ đó, mình vẫn âm thầm mình giúp nó phía sau, mình làm tốt cho nó, mình tạo những cái điều kiện. Thì cái mức độ chánh niệm của mình đang xử thế trong hàng ngày nó là như vậy, chứ không phải thấy là thấy, biết là biết. Thì chính vì những cái điều này, khi mình thực hành như vậy rồi đó, mình rất là nhàm chán. Nhàm chán cái chỗ là khi nó tới nó nói chuyện thì mình cũng chẳng đã mình nói chuyện với nó. Rồi khi mình đi ra ngoài, tất cả những hình ảnh ở ngoài điều nó là như vậy hết, thì mình thấy là chỗ nào đang đi tới liên hệ tới đời sống hàng ngày mình cần đi tới, còn không có liên hệ đời sống hàng ngày thì mình cũng không nên đi. Kể cả một món ăn cần thiết, những cái điều gì mình cần xài, mình có thể thu thúc không cần, cũng không cần đi, để 2-3 ngày, để một tuần, tháng, nhân dịp nào đó mình đi, để rút ngắn những cái thời gian đi ra ngoài mà mình có thời giờ tu tập. Thì mình suy nghĩ vậy, tức là mình đã tập những cái mức độ nhàm chán, là tại vì mấy cái đó mình thử thách, mình có thể làm được, có thể chịu đựng được, không phải thiếu một cái mình chạy đi ra. Rồi khi mình đi ra ngoài
mình đụng thực tế ngoài đó, đó nhiều người rồi nhiều cái hoàn cảnh đó, bạn bè nhiều thì nó cũng rơi vào một cái trạng thái đó. Thì cái người tu mà nhìn thấy mỗi lần khi mình tiếp xúc nhãn nhĩ tỷ thiệt thì cái cảnh á nó phát huy ra nhiều cái phiền não nhiều lắm. Cho nên khi mình tu tập mình thấy cái những cái điều này thì mình á, cái thu thúc lục căn mình á, là thu thúc ngay chỗ đó, giới hạn cái sự tiếp xúc ở bên ngoài, giới hạn, và bao giờ cũng suy nghĩ rằng mình phải, nếu những cái cảnh gì mà đang phát sinh lên mà do mình nhận thấy, mình phải có sự thực hành chánh niệm, mình quyết tâm đừng để cho nó phát sinh ra những cái gì mà dính mắc. Thì chính những cái điều đó đó, khi mình thực hành mình hiểu được như vậy thì mình từ từ mình thanh lọc được cái tâm hữu phần của mình, không có muốn nhận lãnh, không muốn liên hệ gì tất cả những cái cảm thọ đó. Thì mình sống như vậy mình thấy cái ý nghĩa là nhàm chán, nhàm chán ly tham, rồi lần lượt từ từ mình đoạn tận. Thì có nghĩa là cái mắt nhãn nhĩ thiệt thân ý sanh là sanh ngay chỗ đó, là tại vì mình còn nắm giữ, tức là những danh từ này mình đã học, quý vị thấy trên bản kinh chứ không phải là nói suông. Sắc, thức an trú vô sắc, mình dính mắt sắc, dính mắt vô thọ, dính vô tưởng, dính vô hành, dính vô thức, thì tất cả là do thức an trú. Thì thức an trú này á, thì mình thấy cái cảnh ngày hôm nay do nhãn nhĩ tỷ thiệt mình thấy cái cảnh mới, thì cái cảnh mới này đó, nó sanh ra cảm thọ. Cảm thọ này là do những cái nghiệp cũ, tức là tâm hữu phần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó trở lại, tức là nghiệp quả. Mình thấy nó có cảm thọ là có khổ hay là xả, thì nó đưa qua ái thủ hữu. Ái thủ hữu tức là nghiệp luân, cái này là cái phiền não luân, cái mình thấy là nghiệp luân, cái cảnh cũ. Rồi ái thủ hữu là mình tạo nghiệp mới, là nghiệp luân, quả luân, nghiệp luân, quả luân và phiền não luân. Ái thủ hữu là phiền não luân sanh thêm một cái tâm mới, thì cái đó nó dây chuyền, nó xây hoài cái cũ cái mới, tới khi mình chết á thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, nó trở lại là sanh. Thì cái gì mình an trú vô cái thức á, mình nắm giữ cái liếng ái vô thức do cái thức an trú á, thì tới khi mình chết rồi ra nó lại sanh. Sanh á thì cái già, cái bài kinh số 34 nói bị già, tức là mình, con mắt mình bị nó lôi kéo, bị dính vào cái những cái cảm thọ đó, sự chấp thủ, thì nó bị sanh, thì nó bị già, bị già thì bị bệnh, rồi bị chết, bị sầu bi khổ ô não. Cho nên có sanh là có già, bệnh chết, sầu bi khổ ô não, là thường thường mình nghe những cái danh từ đó. Rồi phiền não thì đương nhiên là có phiền não. Rồi bị đoạn tận, thì tất cả những cái gì mình có, mình nghĩ rằng mình gìn giữ, thì nó cũng phải bị đoạn tận, bị lực vô thường khổ vô ngã, bị tiêu diệt. Bây giờ giàu sang tiền bạc cách gì, tới khi buông tay nó cũng bị tiêu diệt. Rồi nếu không thì nó cũng là bị tập khởi. Tập khởi tức là những cái vị ngọt nó cũng phát sanh lên, nó làm nhân cho mình chấp thủ, rồi cũng đoạn diệt. Thì ý nói là làm sao mình thấy được tất cả những điều này khi mình dính mắc, mình phải cần sống và thấy đó để đoạn tận tất cả ly tham. Thì đó là con đường lối, con đường mà đưa đến những bậc thanh
đệ tử, đa văn thánh đệ tử, nhìn thấy rõ nhàm chán đó thì không có rơi vào già, không rơi vào bệnh, không được chết, sầu bi khổ ưu não, không bị diệt, không bị đoạn tật. Đó, thì ý nghĩa cái phẩm này á, là phẩm sanh pháp. Cái pháp này nó là một cách tự nhiên, hồi nào tới giờ Đức Phật chưa có, tới bây giờ nó cũng vẫn là như vậy. Đó, thì Đức Phật dạy cái quan trọng nhất á, là cái cửa mình, là cái cửa của con mắt á, là tâm, nhãn, nhĩ, thị, thân và ý. Thì đối với mình tu tập ngày hôm nay á, mình buông bỏ bớt những cái gì mình muốn tìm kiếm nó, muốn tìm kiếm nó. Cái gì mình chỉ cần thiết ha, thì mình cần phải làm thôi. Còn nếu không á, mình rảnh rỗi thời gian nhiều á, thì mình tìm cách, nhất là đối với những vị tu thiền, quý vị ngồi tu thiền, quý vị ngồi xuống, quý vị tập tu thiền, quán niệm hơi thở. Thì chính những cái điều đó, quý vị ngồi nửa tiếng, tiếng, thì quý vị thấy rằng trong thời gian nửa tiếng, tiếng đó, quý vị đi ra ngoài, quý vị tạo tác nhiều cái điều bất thiện lắm, cái nhiều điều không có tốt. Quý vị nghĩa là tốt, nhưng quý vị tạo thêm cái sự nắm bắt và thức an trú. Còn quý vị ngồi thiền, quán hơi thở để nhìn thấy tất cả cái gì rồi, cái hơi thở mình hít vô, thở ra, thì mình chỉ thấy được cái sự sống nó chỉ có hơi thở và hơi thở ra. Rồi cảm thọ nào phát sinh lên thì mình chỉ biết, mình không có nắm giữ cái gì hết. Nó như vậy, nó chỉ là một cái sự hơi thở vào thở ra. Mà đến hơi thở, thở vào mà không thở ra là xong chuyện. Nó vậy thôi, mình không có cần phải đi tìm kiếm gì hết. Mà trong khi quý vị ngồi thiền đó, ngồi được như vậy nửa tiếng, tiếng, một ngày ngồi ba bốn cử gì đó, quý vị rảnh cái việc ngồi, thì quý vị thiêu đốt những cái thời giờ phí nó rất nhiều. Và trong khi tạo những cái thời gian mà quý vị sống thiền, quý vị không có nghĩ, không có gì chấp chứa một cái điều gì hết. Quý vị nghĩ đến cái sự bỏ cái xác thân này, chẳng còn cái gì hết. Đó, thì tôi trình bày những cái điều này để quý vị nhìn thấy các căn này. À, quý vị cố gắng gạt bỏ sự tìm tòi cái gì hết. Cái gì khả thi phải cần sử dụng thì sử dụng, còn không á thì quý vị đừng có sử dụng. Quý vị ngồi đọc kinh sách, quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật, quý vị tu tập ngay trước mặt quý vị. Cho nên ngày xưa Thế Tôn dạy tất cả tỳ kheo đến một cái khu vườn, ngồi dưới gốc cây căn nhà trống, đặt niệm trước mặt, thở vô giờ thì thở vô ra, thở ra thì thở vô ra. Nó là nghĩa là như vậy, để chi, để cho các căn của mình không có ngao du. Thì tôi trình bày nó những điều đó như vậy, nói một cách chi tiết. Quý vị thấy rằng sự liên hệ của các căn á, đối với sắc thanh hương bị xuất phát ở bên ngoài đó, nó không có dễ gì mà mình đừng để cho nó lôi cuốn mình đâu. Dầu chỉ là cái mùi, quý vị cũng thấy hình ảnh. Dầu cái tiếng âm thanh, quý vị cũng gợi lại những cái hình ảnh đó. Nó ghê gớm lắm. Cho nên mình phải cẩn thận sống chánh niệm. Và chánh niệm thì tôi cũng trình bày quý vị nhìn cái cảm thọ và nhìn cái tâm hành của mình, điều đáng làm hay điều không đáng làm, để mình thanh lọc tất cả những cái cấu uế. Mỗi lần mình gặp lại những cái cảnh đó, bắt lại những cảnh đó, thì mình dễ dàng thanh lọc, mình buông xả. Thì đến mức độ đó thì nhàm chán tất cả là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ. Thì sanh ra ba cái thọ này là khổ, tức là người nắm giữ là ái, thì đó là sáu sáu. Thì tôi trình bày như vậy, quý vị có câu hỏi, quý vị nói lên, tôi đang hoan hỷ quý vị trình bày đóng góp. Xin mời quý vị. Quý vị nghe, quý vị thấy có chỗ nào không nhận được, quý vị hỏi.
Ngay chỗ nào thiếu sót quý vị nói. Mời quý vị. Quý vị có thấy được cái con mắt á bị xanh chưa? Lỗ tai. Quý vị trình bày. Hay quý vị đã nắm vững hết rồi, quý vị đã gạt bỏ hết những cái gì dính mắc, quý vị nói lên. Quý vị thành nãy giờ chú nói hết rồi đó. Nghe chú nói rõ ràng tỉ mỉ. Mà quý vị có công nhận điều đó không? Có gì khác? Dạ. Tôi thì nói sự thật ra không hiểu quý vị như thế nào, nhưng mà đối với cái tuổi của tôi bây giờ thì tôi thấy nó cần thiết phải đi đến mức độ đó. Nhưng mà tôi trình bày quý vị, tôi đi cũng rất là cạn, tôi cũng cố gắng tiến bước, tôi cũng tập chẳng hạn như nhiều khi món ăn thì đúng ra thiếu thì kêu người nhà làm, chính bản thân tôi chạy tới mua, nhưng mà tôi tập khắc phục, có gì ăn nấy, không cần gì hết thì thôi, không không thèm đi mua nữa, đi đi mua cũng được nữa, không có gì hết đó. Thì mình tập lần lần riết rồi có quen rồi, cái thời gian á từ khi mà tháng chạp 23 năm rồi á, tôi bị té, tôi cũng trình bày cái gì đó, thì tôi nghĩ rằng nhờ cái sự tu tập của mình, đúng ra cái ngày đó là tuổi thọ mình đã hết, nhưng mà cái sự tu tập mình đã sống, còn sống tới ngày hôm nay. Sau khi té tôi ngồi thiền thì tôi thấy là chính cái ngồi thiền này nó không có đau gì hết, thì tôi mới thấy cảm nghiệm rằng đây là mình còn cái dịp mai nữa, mình sẽ ráng tu tập. Thì lần lượt mình thấy từ ngày đó, một ngày tôi ngồi thiền 3-4 cử, thì tôi cũng trình bày quý vị đó, tôi làm đủ thứ chuyện, đừng có để mình nhàm chán sinh ra đi tìm những cái gì mà nó không có lợi ích. Thì thay vì đọc kinh, một ngày tôi đọc rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng trình bày quý vị con mắt đó. Và cái khi mình ngồi một chỗ tuổi già, cái thần kinh sinh sống, nhất là khi tôi té đó, cái thần kinh sinh sống á nó bị ảnh hưởng, ngồi cái đau cái lâu quá, như con mắt nhìn đọc bài nó mỏi, không phải như lúc trước, thì mình biết và thôi mình phải đổi, thì đổi qua ngồi thiền nhiều hơn đó. Thì mình thấy tôi trình bày quý vị đó, thì để mình nhìn thấy dầu quý vị không có đi đứng bình thường, có nhiều có thể đi đâu xa, có hành xử những cái gì khác biệt, nhưng khi mình ngồi một chỗ, mình ở nhà, mình vẫn thấy có sự an vui hạnh phúc. Mà an vui này, hạnh phúc này, nó so sánh những cái hạnh phúc khác á, nó sai biệt rất là nhiều. Thì tôi trình bày quý vị để quý vị thấy là đừng để thời gian mà mình còn sống, mà khi mình biết được từ pháp này, mình phải nhìn bên trong mình phải là tự tại. Mình không còn nghi ngờ gì hết, mình phải làm. Mà khi mình quý vị hiểu, tôi nói thật quý vị hiểu đó, cái chương bài kinh sáu xứ này quý vị hiểu, tức là quý vị hiểu tâm của quý vị nhiều lắm. Quý vị thực hành, quý vị đang chiến đấu cái người chiến thắng cái tâm mình đó, và rất là khó. Quý vị thực hành đi. Đó thì rất tiếc là quý vị không có trình bày, không có nói. Không có chị Xuân Nga ngày hôm nay thì tôi cố gắng nói nhiều. Thì nếu quý vị không có nói, không có câu hỏi thì mình hoàn lễ cho quý vị nghỉ sớm. Quý vị xin mời quý vị đi. Vì câu hỏi gì? Đối với tâm quý vị suy nghĩ như sao? Tôi trình bày như vậy có cái gì mời quý vị. Không ai nói chờ hả? Thời gian đừng nói đi. À, xin mời Thanh Hương. Dạ, mà Thanh Hương nói cho các vị có chịu cho Thanh Hương nói không? Dạ, cô nói con chia sẻ hay. Sa tu, sa tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân hương xin chào tất cả các quý bạn đạo hữu thân mến. Thì hôm nay chúng ta học nói về cái phẩm tất cả. Thì cái phẩm tất cả này là nói về sanh, mà cái phẩm tất cả sanh này là cái gì? Thì đây là mình nói về cái sáu ngoại xứ và sáu nội xứ. Thì bây giờ là bây giờ mình thấy con mắt, bây giờ mình nói con mắt mình thấy thì nó rất là dễ, nó đơn giản. Mà mình thấy mà mình không chạy theo nó thì cũng gọi là đơn giản, nhưng mà mình không có thấy trong cái thấy của mình nó như thế nào. Thì mình có căn, có trần, cho nên mình có thức. Mà mình có thức rồi á, do cái nơi cái do nơi cái sở, khi cái xúc đó sanh lên á, thì mình do có cái tâm sở xúc sanh thọ. Thì cái tâm sở xúc sanh thọ này có nghĩa là nói về cái tâm thức và cái ý thức. Thì có vị thấy như ví dụ như bây giờ mình thấy trong bất cứ một cái cảnh nào thì dĩ nhiên mình cũng phải có cái xúc, vì cái xúc á là nó rất là quan trọng. Cũng chính vì cái xúc này cho nên mình mới có cái tâm sanh. Bây giờ mình nói về cái xúc á là cái sự gia chạm giữa cái tâm, cái cảnh và cái vật. Còn mình nói về cái tâm là mình nói chạm cái cảnh là cái xúc. Đó, hai cái này nó rất là quan trọng. Cho nên nó khi mà mình thấy bất cứ một cái gì do cái tâm mình thấy cái đó, đó là một cái như là ý thức của mình, thì mình có cái sự cảm thọ. Vì mình nói là sở hữu tâm, cho nên nó sanh khởi lên cái thọ. Cho nên khi mình thấy bất cứ một cái sắc, cái cảnh nào thì mình cũng có cái thọ rồi đó, là mình chạy theo cái thọ đó. Thì do nó cái ý thức của mình là mình biết nó như thế nào, do cái ý của mình nó sanh khởi lên. Thì quý vị thấy rằng là mình nhiều khi mình không có biết là con mắt mình đó là mình thấy rồi do cái đâu mình sanh, mình chạy theo nó. Cũng như nãy Tịnh Đức cũng nói đã rõ ràng hết rồi, thì Hương chỉ nói là đơn giản theo cái sự là mình hiểu biết thôi. Thì khi mà con, ví dụ như bây giờ là Hương nói có một câu chuyện, thì có một cái vị thầy đó, thì khi mà là một cái vị gia, thì cái vị gia đó là muốn cũng như đi ra ngoài để Đức Phật dạy là bây giờ đi ra ngoài để tiếp xúc những cái cảnh cảnh. Có nghĩa là cái vị đó phải đi ra tiếp xúc là thay cái những cái thi của cái người chết, và tiếp xúc bất cứ cái cảnh nào Đức Phật nói là cho ông đó đi ra để mà ông đó tiếp xúc rồi sẽ có những ý nghĩ thế nào rồi về nói cho Đức Phật nghe. Thì khi cái vị đó đi ra thì các vị thấy rằng nói về quán tử thi, cái vị đó cũng nói là ủa sao nó không có cái gì hết trơn, mình tiếp xúc nó mà mình thấy nó không sanh khởi là một cái gì hết trơn. Rồi ông thấy những cảnh này cảnh kia thì ông nói là không có cái cảm xúc gì hết trơn, mà cũng có cái sanh khởi gì hết trơn. Thì ông đó ông mới dạy, ông thưa lại Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng kiếp trước đó, ông là một người thợ vàng, thợ bạc. Cho nên bây giờ ông đi ra ngoài thì ông tiếp xúc bất cứ cái gì thì ông cũng nghĩ nó là vàng, nó là bạc. Đó, ghê không? Đó là đó cái câu chuyện đó, cho nên mình thấy rằng là kiếp trước mình như thế nào, cho nên khi cái cảm xúc của mình nó thấy nó như thế nào là vậy đó. Thì còn một câu chuyện thứ hai, ví dụ như bây giờ Hương nói đi sắc cái hương vị xuất phát đi, mình nói về cho nó rộng một chút xíu. Bây giờ Hương đến một người bạn, Hương thăm một người bạn, thì người bạn đó cũng là một cái bệnh già. Thì khi Hương đến á, thì cái vị đó nằm thiên kiếp vậy nè, không có nói gì. Mà Hương nói rằng, chị khỏe không? Thì dù là con mắt của cái vị đó không mở, nhưng cái lỗ tai cái vị đó có nghe cái âm thanh. Và khi mà nghe cái âm thanh đó là biết cái tiếng của, chẳng hạn như Hương đi, thì cái vị đó biết ngay là cái tiếng của Hương. Thì khi Hương đến gần, thì Hương mới nắm cái tay của bà. Nắm cái tay của bà, tất nhiên là cái tay của mình á, là cái thân. Rồi mình xúc vô cái bàn tay của bà, thì cái tay của bà là thân. Đó mình chạm xúc với nhau.
khi chạm xúc nhau thì mình mới biết là ồ cái tay bạn này nó nóng hay nó lạnh, nó mềm hay nó cứng. Đó là cái sự cảm xúc của mình đó. Thì khi cảm xúc vậy á, thì cái vị đó thấy là khi mà thấy mặt Hương á, thì rất là thích. Bây giờ mình nói như thế nào để họ thấy họ thích mình, cho mình họ mới tham cái thích. Còn nếu mà trường hợp mình nói như cái gì nó không đúng á, thì họ xong họ đuổi mình đi cho rồi, cái đâu có muốn nghe. Nhưng mà khi đó mình mới hỏi một câu là ồ, chị thấy như thế nào, chị khỏe không? Thì cái vị đó dù có khổ cách mấy thì cũng nói là ồ, tôi khỏe. Dù biết rằng cái thân này nó đang khổ, nhưng vẫn nói cái câu ồ, tôi khỏe lắm. Thì quý vị thấy là lúc đó là cái cảm thọ của họ thế nào khi họ đối diện một cái đối tượng hay một cảnh sắc nào mà cái sự thích muốn của họ, tất nhiên là cái cảm thọ của họ nó có liền ngay tại chỗ. Thì khi mình nói chuyện với họ xong rồi, có những cái lời tâm tình với họ thì họ rất là thích, họ cũng muốn nắm lại không cho mình đi. Thì khi Hương đi á, thì cái vị đó cũng có cái sự tầm cầu, có nghĩa là ồ, mong rằng chị nhớ là vì sao chị tới chị thăm tôi. Đó là vậy, là cũng dối theo do cái nơi cái luyến ái của mình nắm bắt nơi một cái người mà mình thích. Mà nếu cái người đó thích thì mình cũng có luyến ái, mà nếu cái người đó mình không thích thì mình đã có sân rồi. Cho nên là mình thấy là cái câu chuyện giữa hai câu chuyện thì ngoài ra nó không ngoài các căn của mình. Có quý vị thấy không? Nhiều khi mình học cái mình nói ồ, mắt mình thấy thôi chứ lỗ tai mình chưa có diễn tả gì, cái lỗ tai thì mình chưa diễn tả gì cái hương vị hay cái lưỡi của mình hay cái thân của mình đó, thì do nơi cái tâm ý thức của mình nó ra, cho nên nó mới có những cái sự sanh khởi. Thì Hương cũng xin đem những câu chuyện nó ra để mình nói, để mình tư duy thôi, chứ còn mình nói rộng rãi ra thì nó có nhiều cái rộng rãi lắm, mình không có thể đi nó hết. Cho nên là những cái câu chuyện đó thì các vị sẽ ngồi tư duy, các vị thấy là do các căn của mình họ mình tiếp xúc, chính vì cái xúc này đó các vị, chính vì cái xúc này cho nên là mình mới lấy cái xúc làm cái tập khởi. Nghĩa là khi cái xúc sanh lên thì các pháp thì nó cũng đều sanh lên đó các vị thấy không? Do cái xúc này, nếu mà mình có cái xúc này rồi là các pháp nào nó cũng đều đồng sanh lên do nơi cái xúc. Thì Hương cũng nói cho rõ như vậy chút xíu vậy thôi, do cái sự hiểu biết của Hương. Thì các vị cũng, Hương nghĩ các vị chắc cũng có nhiều cái để có thể nói hay hơn, hay là nói có sự cảm nhận của các vị hơn, thì Hương cũng xin lấy đó làm học hỏi. Thì Hương cũng xin tạm nơi đây. Dạ, mô Phật. Dạ, sao thú sao, quý vị, chị Ngọc Trân, mời chị Ngọc Trân nói, chị Ngọc Trân muốn nói gì, chị Ngọc Trân? Hết rồi. À, chào tôi, tao hỏi quý vị nha, để cho nó đừng có bỏ phí cái thời giờ mình tu tập á, tôi hỏi rõ thêm một lần nữa, đối với ngũ xâm thức á, nhãn nhĩ kỹ thì thân à, tôi trình bày như vậy. Khi quý vị thấy không phải quý vị thấy đó và quý vị có hành động gì chưa, mà chỉ có khi nào mà cái ý á, nó chen vào có sự tác ý thì quý vị mới thấy sự cảm thọ và hành động. À, thì tôi trình bày quý vị, quý vị ngồi một chỗ, mắt quý vị mở, quý vị thấy, quý vị nghe âm thanh nhiều, xúc chạm nhiều, cái lưỡi quý vị cũng có, nhưng mà quý vị không có hành động gì hết. Nhưng mà khi quý vị để ý tới ngay chỗ nào, tới con mắt thì quý vị thấy cảnh đó, thì quý vị mới có cái cảm thọ và cái ý hành động. Trong đó diễn cái tâm hành đó, diễn hành lên tất cả những cái hành động quý vị thích hay không, quý vị hành động. Còn không á thì quý vị không có biết gì đến những năm cái cảnh của nhãn nhĩ thị thiệt thân đâu. Chỉ khi nào cái ý quý vị nhìn thấy á, tác ý vào quý vị mới nhìn thấy, nhận rõ có cái sự cảm thọ và có cái ý hành động. Cái điều đó quý vị có nhận thấy rõ như vậy hay không? Tôi sẽ, nếu không tôi sẽ trình bày cái đó là cái quan trọng lắm đó quý vị, có phải không?
Mời quý vị lên tiếng. Quý vị có thấy không? Lên tiếng. Có hiểu được cái điều đó không? Đó thì cái điều đó là rất là quan trọng. Là tại sao? Cái thức, năm cái thức á, ngủ trong thức ở ngoài á, nó luôn luôn hiện thể cho mình. Trong thân có thức, mình đối với hình tướng bên ngoài nó có hết. Nhưng mà cái ý á, đối với cảnh vật bên ngoài đó, nhưng mà cái khi mà cái ý chen vô đó, ý nhận thấy rõ đó, là cái ý đó, đó là cái ý tạo tác, cái nghiệp mới. Cái mà quý vị nhìn thấy đó là cái tâm sở hữu của phần, cái nghiệp cũ nó chụp hình ảnh đó, nó để đó, nó đưa vào tiếp thu quan sát, phán đoán. Thì cái thông phán đoán này đó là cái kháng ý môn. Cái kháng ý môn này nó sống vào cái tưởng hoạt động. Thì đối với người phàm phu á, tưởng tri á, này là cái tưởng tri nhiều. Mà đối với người tu tập á, cái phán đoán, tâm phán đoán này á, là cái hướng về cái trí tuệ, nó thuộc về thắng tri, có sự tư lường, có sự thẩm sát, có sự suy tư, có sự tầm đúng pháp. Thì cái những cái này á, nó đưa vào cái lỗ tâm. Khi giàu thấy một cái cảnh bất thiện nào, do cái tâm hữu còn của con mắt nhìn thấy không hài lòng, thì đưa vào cái ý á, cái ý này mặc biết vào, mặc dù biết không hài lòng, nhưng ý này đó dừng lại, không để cho tạo tác thêm, mà làm tìm cách để đoạn tận, tư lường những cái pháp thiện để lần lượt chấm dứt cái sự nắm bắt, từ cái bất thiện trở thành thiện, và từ thiện bắt đầu cũng buông bỏ, không nắm giữ, không để cho cái thức trú. Thì đây là cái phương thức để mà tu tập một cách rõ ràng. Thì quý vị, khi quý vị vô cái ý thức giới này, quý vị thanh lọc, quý vị làm như vậy, thì tôi thí dụ, cái cảnh của con mắt quý vị nhìn thấy không hài lòng, qua năm tháng quý vị tu tập, do cái sự tư lường, do sự tư duy đúng pháp, thì lần lượt quý vị thanh lọc cái cảnh đó. Thì nhiều lần như vậy, cái cảnh đó tới khi ngay bây giờ, quý vị thấy nó có đổi khác, quý vị không có thấy khó khăn nữa, quý vị thấy rất là hoan hỷ, quý vị bỏ qua rất dễ dàng. Thì ngay chỗ mà cái ý thức giới đó, cái đây là cái thắng tri, cái liễu tri, để mình nhìn thấy cái pháp này, nó bị ngọt, nó là nguy hiểm, nó là khổ, nó cần phải ly tham, nó cần phải đoạn diệt, là ngay chỗ cái ý thức giới. Thì cái ý thức giới này, cái thắng tri, cái liễu tri, cái tư lượng là nhờ những cái pháp giới định tuệ có sự tu tập đó. Mà nếu quý vị không làm những cái điều này, thì cái cảnh đó, càng ngày mình sống theo cái tưởng tri, tức là mình chạy theo cái dục. Còn mình tu tập đó, thì những cái dục thô, những cái dục trong cái cõi dục, thì cái thắng tri, cái liễu tri của cái người sống trong cái cõi dục như mình, thấy được có thắng tri, liễu tri ở cõi dục. Mà ở cõi dục thôi, nó tương đương như vậy, chứ không phải là hoàn toàn. Chừng nào mà mình bậc thánh thì mới là vào cái thắng tri liễu tri của bậc tâm siêu thế. Còn nếu quý vị chứng thiền ở trong cái sắc giới, thì cái thắng tri liễu tri này nó nằm trong cái tâm trí tuệ của cái mức độ của chư thiên sắc giới. Còn nếu là vào cái chư thiên của vô sắc giới, chứng những tầng thiền vô sắc giới, thì cái thắng tri liễu tri này, cái tệ á, thì nó cũng nằm ở trong cái vô sở hữu xứ, nó là những cái pháp còn nằm trên cái hiệp thế. Chỉ khi nào bậc thánh á, thì thắng tri liễu tri á, nó nằm trong cái mức độ của bậc thánh. Cho nên cái sự tu tập mình á, là do giới định tệ, và mà thành tựu được những điều này, tới cái mức độ tu tiến á, là bước vào bát chánh đạo á, thì người đó mới đi vào đạo, vào quả. Quý vị phải biết một cách rõ ràng. Cho nên quý vị khi nghe người ta nói, nghe những ai dạy, thì quý vị phải nghe có một cái căn cơ, có một cái căn bản. Chứ không á, quý vị nghe nói hay quá, thì quý vị chạy theo, thì quý vị rất là oan uổng cuộc đời tu tập của mình. Thì tôi chỉ nhắc khéo quý vị phải nhìn vào phía trong. Và quý vị nhìn phía trong, quý vị phải nhìn mặt có cái căn bản của Phật học.
có căn bản của trí tuệ, biết được cái pháp một cách rõ ràng, thì những cái điều này á, là tất cả đây, tất cả là điều này, thì trong thanh trong phân tích đạo á, là những cái điều này cần phải biết, cần phải biết một cách toàn diện, là cái trí văn để nghe để mà tu tập, thì tức là thắng tri đưa đến liệu tri, điều này cần biết, cần biết toàn vẹn là tất cả điều này. Thì tôi hỏi quý vị, quý vị nhớ ráng làm sao nhận thức được cái căn trần năm căn và cái ý thức, nhìn cái tất cả, nhìn sự cảm thọ, nhìn cái thức này nó dẫn như thế nào, rồi nó liên quan đến cái ngũ uẩn như thế nào, rồi giới như thế nào. Cái giới là quan trọng giữa ý thức giới, do cái xúc của cái cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp và căn trần, đó là căn trần, ý tiếp xúc với pháp, pháp là pháp của cái cảnh của con mắt, nhãn nhĩ tỷ thiệt, hai cái đó là giới. Còn cái khi mà phát sanh ra, nhìn phát sanh cảm thọ lên một, có một cái thức đó, thì nó hoàn toàn có cái ngũ uẩn trong đó. Thọ là thọ ẩn, tưởng là tưởng ẩn, hành là tâm sở tư là hành ẩn, thức là thức ẩn, căn trần là sắc ẩn, nó năm ẩn, giới thì ý thức giới hồi nãy đó, và cảnh pháp giới. Những cái này đều liên quan với nhau, xứ thì 12, sáu căn, sáu trần. Đó, quý vị thấy là một loạt mà mình nghe danh từ là thức, sáu căn sáu trần, rồi là giới ẩn xứ là ngay chỗ đó, quý vị phải cần biết. Mà quan trọng nhất là quý vị làm sao, bây giờ đừng có để nghe suông, thấy là thấy, nghe là nghe, biết là biết ngay chỗ đó. Thì thấy nghe biết chỗ mình đó, là bây giờ là nghe được cái cảnh và cái ý thức mình nhận thức được nó, cái cảm thọ nơi cho mình nhìn thấy cái đối tượng, cái tâm của mình, cái tâm hình mình nó như thế nào đối với cái cảnh này. Mình nghe chỉ mức độ đó, và chánh niệm là chánh niệm ngay chỗ tới mức độ đó, chứ không phải chánh niệm bằng cái âm thanh có người nói là sanh diệt, không có. Chánh niệm là khi mình nói chuyện với người nào thì mình biết được cái ý của người này và cái sự cảm thọ mình như thế nào và cách hành động của mình như thế nào, thì để mình vuông tập, mình không có phát sanh ra những cái bất thiện, tăng trưởng thiện pháp. Và nếu cần đối tượng, mình muốn có thể giúp người đó, giúp được thì giúp, còn không giúp được thì thôi, mình cũng không nên làm phiền người khác. Thì cái mức độ tu tập của mình là thấy, biết là như vậy. Đó, thì tôi muốn rằng quý vị nói là ngay chỗ đó là quan trọng nhất, là cái tâm của mình nội trong ngũ trong thức và cái ý thức. Quý vị nhìn cho kỹ, quý vị phải thanh lọc mỗi lần quý vị suy nghĩ khó chịu, cảm thọ như thế nào. Quý vị phải suy nghĩ niệm thiện pháp, tư duy để chặn đứng tất cả những bất thiện pháp, như là trong tiểu diễn giải nói, thì quý vị sống luôn luôn là an vui hạnh phúc. Thì thôi quý vị, không có cái gì để nói thêm, thì mình hoàn lễ hết quý vị. Quý vị có câu hỏi gì thêm không? Dạ không, sao tôi là tôi. Dạ thôi mình hoàn lễ hết quý vị. Dạ. Dạ xin mời quý vị. Một Phật, chúng con xin chỉ điều phúc báo tu tập này về chư thiên, thiên cõi trời, thương như thiên thần, chư Phật bất đồng điều phúc báo nhân thao tẩy. Con cũng xin chỉ điều phúc báo tu tập này để các bạn tập trên like, thân bằng nguyên thuộc, thân bằng hiện tại, phúc báo những thiên sống lâu vui hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, Phật xin chỉ thể đồng giảm phiền não. Con cũng xin hợp phúc báo này để ông bà cha mẹ thân bằng nguyên thuộc có giảm nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Dầu quả sanh cõi nào, con thường báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc, sống gặp Phật pháp tu tập thiền giảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú, sa thú. Cảm ơn thầy, cảm ơn quý. Dạ xin chào tất cả. Dạ. Con chào chị. Cô chú ạ, con chào. Cảm ơn.